thứ năm tuần thứ sáu thường niên. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8 câu 27 đến 33. Còn anh em bảo thầy là ai? Suy niệm và cầu nguyện. Trong bài tin mừng hôm qua, chúng ta nghe việc Chúa Giêsu chữa mắt cho một người mù thành Bethsaida. Còn bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, người ta nói thầy là ai? Câu trả lời đơn giản, họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ lại bảo là Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Chúa Giêsu tiếp tục hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Đây là câu hỏi của Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, và cũng là câu hỏi mà từng ngày Chúa Giêsu hỏi mỗi người chúng ta. Trong thực tế cuộc sống, chúng ta có thể biết về Chúa với kinh nghiệm được nghe từ nhiều người, từ sách vở, trường lớp. Nhưng điều quan trọng, Chúa muốn chúng ta có một tương quan cá vị với Ngài. Ngài cần chúng ta trả lời với con tim chân thành, rất riêng của mỗi người chúng ta. Sứ điệp lời Chúa mời gọi chúng ta chất vấn bản thân và vun đắp mối tương quan thật thân tình và cá vị với Chúa Giêsu, nếu chúng ta muốn biết Ngài đích thực là ai. Tin mừng hôm nay, Marco kết thúc cuộc đối thoại bằng việc giải thích cho các môn đệ về hình ảnh của Đấng Messia mà Phêrô tuyên xưng khác với dân Do Thái đang mong đợi. Đó là con người phải chịu đau khổ, các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sống lại. Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta ý thức về hành trình của người môn đệ theo sát Chúa Giêsu, là đi trên con đường Ngài đi, vì Ngài là đường, là sự thật và là sự sống, và con đường Ngài đi sẽ là thập giá.